Cuộc sống rừng núi, chào tất cả các bạn nhá. Đấy à, chào các bác nhá. Hôm nay mấy anh em rảnh rỗi rủ nhau lên rừng để kiếm ít thảo dược về nhà. Đây có ba người, hôm nay có ba anh em đi. Và có hai con chó đi theo. Đây cảnh rừng núi đây. Rất nhiều rừng núi luôn. Đây, đây. Đây chỗ bẫy lý tưởng này. Tí mình làm cái bẫy đây. Đây với rất nhiều cá nhỏ. Mấy con chó đi đâu rồi? Hay lạc đường mất rồi. Này hay xa nhỉ? Lâu rồi không đi, mệt đấy. Nó con gì đây? Cua. Thấy không? À nó ấy rồi. Đây là chắc vẫn ở ngoài không biết sâu hay không nữa. Con gì ơi? Cua. Đây cua này chắc có cua ấy, cua đen thôi, có cua trắng, cua đỏ ấy. Quần đất này chắc cua đỏ ấy. Này chạy mất rồi, không đây, có rồi. Không có đâu. Đây đi chỗ khác. Đây con rừng nữa rồi. Ai dự tính ấy đến chỗ lấy cây thảo dược thì tầm 2 tiếng. Anh em vừa đi vừa kiếm đồ ăn trưa. Này ban đêm mới có, ban ngày ở trong hốc đá hết rồi. Ơi nặng với đấy. Đấy có đấy, con bé. Có mấy con bé rồi, không có to. Có đâu, có bé đâu. Thôi đi chỗ khác. Kiểu gì đến đi hết cái suối này cũng có được một bữa. Lâu không được lên rừng như này. Con mít rất phấn khởi à.
Ở bên này này. Đấy. Nhầm đường đấy. Đấy. Tối quá. Đây rồi, đây đống mọc cầu rồi. Đây, quá to luôn. Anh có lấy không? Trường lấy ngâm rượu không? Đấy, Trường lấy. Đấy, ngâm rượu để... Đống mọc cầu mà, thuốc mà. Đây, quá to luôn. Một, hai, ba, bốn. Lấy cả chùm lên nhé. Lấy. Mày quá hôm nay thì gặp ngay đây rồi. Ấm cái gì chắc thế. Còn hai củ bé bé kia không dài luôn. Tìm nó. Có lấy được không? Ra được không? Này ngâm rượu là tuyệt vời rồi. Đâu xem đấy. Được chưa? Rồi. Quá đẹp. Lấy hết cái mấy cái cục kia. Rồi anh em tiếp tục đây. Cái gì đấy? Đây là thêm một củ đây, mọc cầu rất nhiều luôn. Đấy. Rồi. Đi đường bên này không? Đây sắp hết suối rồi. Mình chuẩn bị lên đồi rồi. Để toàn đồi núi. Đấy, mệt không Trường? Hả? Phải đi có mệt không? Lâu lắm không đi rồi. Cái cây này khá to. Có không? Mày cua à? Tiếp à?
Chắc không có đâu. Này được bắt được không? Chắc đi chỗ khác rồi. Được không? Không thấy à? Không thấy thôi. Hôm nay mình ăn chay. Không có, hôm nay mình đi kiếm lá rừng ăn. Có nhầm được không? Cái đoạn này thấy lạ lạ. À, đường đi rất khó. Ê. Đây là chỗ hang đá. Em mình định vào xem có chuột không. Cái bát về là bữa trưa. Đây. Cửa hang này. Cửa hang bé bé. Dâu không đến đây rất dập dạp. Nó có hai cửa, cửa trên là cửa dưới chia nhau, người vào một cửa thì chặt đầu. Đây hạt này rất tối. Đây anh em bắt đầu vào nhá, đường thì rất khó khăn này, đi cẩn thận nhá. Lâu lắm không vào hang này, chưa biết có biết con chuột không. Đấy, rất là khó tối. Đấy, con chó người thấy mùi chuột đấy. Có thấy không? Chưa thấy đâu. Đâu không có đâu. Này rất khó. Đi vào sâu xem nào. Trong kia. Ê, lửa này rất khó khăn. Em di chuyển nào. Ê. Đi rồi. Đi mic đi. À có bi chuối xem không? Có bi chuối, lấy bi chuối nha. Hôm nay không có gì ăn đấy. Chào bi chuối nha.
chặt luôn. Đây xuống dưới có mấy cây. Cái này yếu hết. Ây da ơi. Xuân nào ạ? Đâu? À đấy, đấy. Được đấy, chặt cái nào nào. Đấy, cây đấy được đấy. Đang chuẩn bị ra. Nếu có súng được không? Nó vướng cây kia rồi. Không vướng đâu chặt. Để kéo sang kia. Đây, cái chuối này to nhỉ. Cái rừng, sao, chót vót. Đấy, được đấy. Cây này to nhỉ. Đi là ngon đấy. Bỏ này thôi. Đấy, đấy, chặt xuống. Đấy, này. Đấy. Đi. Nguyên quả này được bữa. Chiếm thêm một củ nữa, đấy ạ. Giả cổ lam nữa kìa. Mà đi tiếp vào. Hôm nay chắc không được con gì rồi. Đấy, bác lấy được rồi. Không thấy dao gì. Đi. Ra ra xem là dao gì nào. Dọc lắm. Cái này chắc không phải đâu. Đấy, cái này cũng nên ăn mà. Chặt đi. Cái này. Đấy. Cũng là dao rừng. Đấy, cái này hai cây non đấy, được đấy. Cây này không biết chỗ các bác gọi cây gì, cây này gọi tên mình gọi là cây cây móc. Móc lùn ấy, móc lùn. Cây này không ăn rất là ngon. Đây, trưởng đang chặt cây. Lấy ngọt của nó mới ăn. Ê có nó nhặt gì ấy chú Quốc? Dao cổ lam ấy. Đấy có nhiều không? Ít đủ bữa. Giờ ít dần thôi. Ôi, được có một tí thôi. Tí sang kia lại tiếp. Phải tí. Cây này bé rồi, không to đâu. Cây này có nhiều mà, tí sang kia lấy. Thôi, lấy hai. Đấy rồi, chặt 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 bớt đi. Đấy cái bên dưới rồi. Cây già quá. Đấy. Thấy không? Thôi đi thôi. Sang kia lấy tiếp. Rồi, tiếp tục đi à. Rồi. Yo.
Đây có nhiều không? Có ít thôi. Giả của lao ít. Này trời rét anh không mọc được. Ít. Thôi mới lại nhằn một tí là được. Lao rừng. Tiếp tục di chuyển nào. Ở đấy ra bao rừng ấy. Nó mọc ở trên trên đá này. Đấy đấy đây này, mọc chi chít nhiều lắm, rau này ăn chất lượng đây. Mọc rất nhiều luôn. Thế chỗ các bác có không, trên đây gọi là rau bao rừng. Đây lá nó, trên của nó hơi tím tím. Cuống lá hơi tím tím. Cây này có ít xương đấy, khỏi nói rồi. Hôm nay đi chả thu hoạch được gì. Ăn xong bữa trưa tiếp tục kiếm mấy cây, mấy cây thuốc rừng. Đây, Trường đang lấy cây song, lấy ngọn song để tí nữa nấu ăn. Cây rất nhiều gai. Đấy, dùng dao chặt, bỏ bên ngoài xong lấy mấy con ngọt bên trong. Cây này ăn ngon. Nhiều gai tí nhưng mà chặt bỏ đi là được. Ừ, nó rất nhiều rồi. Cây mọc xung xuê. Một cái à. Lấy tầm 4 năm củ được. Đấy, nhiều gai nhá. Rồi lấy xong lại quay lại. Đi xuống dưới chuẩn bị nấu. Ấy, đường đi khó quá. Đây thì các bạn đồ đây để đây.
Đấy, xem được nhiều không? Đây, sản phẩm hôm nay đây, bữa trưa đấy. Hôm nay thoải mái rồi. Hôm nay làm bữa chay nhé. Hôm nay vào chay bắt đi. Hàng bắt chuột thì không có, cua thì không được, toàn rau rừng thôi. Đây, bí chuối này, ngọt song này, rau bao rừng này, ôi mấy loại, là cổ lam nữa. Kiếm được ít thuốc này, thuốc bổ này. Được ít một cầu. Thấy khô thuốc. Rồi ra đi lấy củi, không là làm cái kiềng. Nay ăn thì ăn lẩu này, không nhất ăn lẩu nhá. Lẩu ăn gì? Lẩu mì tôm với rau rừng. Chủ quốc là kiềng để nấu nhá. Nấu lẩu ấy. Không cần làm kiềng ba chân. Chục quá. Đây, sắp xong rồi. Đây. Cái này làm mấy nồi cũng được. Có đuốc đâu? Lên đuốc đấy. Đây. Đấy, rất được rồi đấy. Để tạt củi rút vào rồi. Để mang dao rửa. Cái này là cho non non là chui à? Anh nghiệp có ấy không? Trái không? Ừ, trái. Đây, nửa đầy, nửa khô đầy. Củi thoải mái. Đấy. Khó cháy đấy. Đấy, cuốc đi, chú cuốc đi rửa dao rồi. Ai chơi đẹp ấy, thì nắng lên rồi. Ai không biết mệt rồi. Ai con này biết mệt. Nào mít. Đi lâu rồi mệt rồi. Đâu trái được không? Khó rồi. Ấy cái rau trẻ cháu mỏng vào. Đây, chú Quốc đang rửa này, đây ạ. Còn ngọt song này. Với lại ngọt móc đùn này. Thoải mái. Hôm nay làm bữa chay. Chú Quốc đang chuẩn bị bắt nồi lên làm nồi lẩu nhá. Ăn lẩu chay. Mình trường đây lấy ống nứa về lát nữa làm uống rượu. Đây cho dùng giá. Cho ngọt xong vào. Đun. Này đun lâu mới nhừ. Ăn mới ngon. Rồi. Đấy, trường đấy là chuối dài. Chuối dài, dài quanh này thôi. Chúng là ngồi 3-4 ngày ngồi đây ăn. Ở đấy uống nữa làm tí để uống rượu. Dùng đi chặt đi cây nữa già làm lúa. Trường đang chẻ đúa gót làm lúa
trong lúc chờ đợi. À, đi uống rượu nha, à, xong rồi. Đây, mang đi rửa ấy. Mở xem sôi chưa? Ồ, sôi rồi. À, sắp được đấy. À, cho... Có bí chuối cho vào sau rồi. Ủa, cho vào bây giờ ấy. Quyền vô bí chuối. À, chó đang đợi chuột. Nghe mấy anh em đang giải chuối để chuẩn bị ăn trưa nhá. Đây trưởng đang quanh quanh đây này. Quanh đấy, mấy bên rồi. Rồi. Thế rồi đấy. Mì, muối. Quả chanh. Ngày hôm nay có là rượu à? Được đấy. Có ít rượu anh em đưa chứ. Mai quên không mang. Xôi rồi. Đấy, chín rồi đấy. Đấy, thì ngồi vào thôi. Mày tất cả mọi người ăn trưa nhá. Ừ, mọi người ăn trưa nhá. Mày mọi người ăn trưa nhá. Rồi rồi. Cho ấy xuống nốt được. Nào làm ly hồi buổi đầu tiên rồi. À. Hôm nay là ăn chay thôi, không có thịt. Này nhá. Mời mọi người nhá. Mời mọi người uống rượu nhá. Đấy, rượu ngon đấy. Đấy, giò xanh xuống đi. Đấy, rồi. Ôi. Ăn cả quyền. Đảm đúng nhỉ. Tí nó nhừ mà, cái này tao là nhừ nhanh lắm. Không cần này. Đây, mọi người ăn tự nhiên nhá. Khỏi ngại nhá. Ăn thử đi. Cháo bột canh. Nghe mời nhá, ăn đi dùng đi. Dùng đi mọi người. Ngon nhỉ. Ngon lắm. Nào, mình ăn uống nào. Sạch cái. Nào. Chén nữa này. À, cho nó ấm người. Hạnh quá. Dạ. Hiểu được đấy. À dùng đây. Nhân đây. Kiếm tí đặc sản đây, hôm nay móm rồi. Này bảo kiếm con chuột, bảo ham bắt chuột không có. Này cũng được rồi. Ngon. Thơm nhỉ. Được. Được rồi. À, làm cái này. À. À, ăn đấy. Em ăn uống tự nhiên nhá. Đó là ăn uống xong nghỉ chưa?
Xin chào các bác nhá. Hẹn các bác video sau nhá. Hẹn các video sau nhá.